Thưa quý vị, sau khi chính thức mở đường bay Đà Nẵng-New Delhi và Đà Nẵng-Mumbai Ấn Độ vào ngày hôm qua 18 tháng 10, hôm nay 19 tháng 10, Đà Nẵng đã đón chuyến bay đầu tiên từ thủ đô New Delhi Ấn Độ đến thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong hai đường bay thẳng đầu tiên kết nối thành phố Đà Nẵng với các thành phố lớn của Ấn Độ do hãng hàng không Vietjet khai thác, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng trong thời gian đến. Thưa quý vị, chuyến bay đầu tiên từ thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã hạ cánh an toàn xuống thành phố Đà Nẵng vào sáng sớm nay. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu việc kết nối du lịch giữa Đà Nẵng và Ấn Độ. Thị trường Ấn Độ được xem là một thị trường du khách tiềm năng và rất quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Chuyến bay số hiệu VG830 đã khởi hành từ New Delhi vào ngày 18 tháng 10, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 5 giờ 25 phút. Chuyến bay chở 135 hành khách. Ngành du lịch thành phố cùng đơn vị hàng không đã chuẩn bị nhiều hoạt động ấn tượng để đón hành khách ngay tại cửa xuống máy bay. Đường bay New Delhi Đà Nẵng được hãng Vietjet khai thác bằng máy bay Airbus A320 với tần suất 4 chuyến bay một tuần vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Các hành khách này đều lần đầu đến Đà Nẵng. Họ cho biết thủ tục sân bay tại thành phố rất dễ dàng, nhanh chóng. Khi máy bay sắp hạ cánh xuống thành phố, thông qua cửa sổ máy bay, tôi thấy khí hậu của thành phố rất tốt, khung cảnh nhìn trên cao rất đẹp. Tôi cũng thấy rất vui và ấm áp khi được thành phố tiếp đón như thế này. Hy vọng tôi sẽ có chuyến tham quan thuận lợi tại Đà Nẵng. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn Đà Nẵng vì thực sự khiến du khách như chúng tôi rất bất ngờ khi được tiếp đón nồng hậu. Thực sự người Đà Nẵng rất thân thiện và hiếu khách. Với mục đích du lịch, tôi dự định ở thành phố trong vòng 3 tuần. Trước đó thì tôi có xem nhiều video trên YouTube quảng bá Đà Nẵng với nhiều ưu đãi khi đến tham quan du lịch của rất nhiều blogger đã đến đây, nên tôi quyết định sẽ đến du lịch tại thành phố. Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết chuyến bay đầu tiên từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành du lịch của thành phố. Đà Nẵng vừa trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng của COVID-19, nên thành phố đang nỗ lực khôi phục các hoạt động kinh tế, đặc biệt là du lịch. Và việc khai trương hai đường bay mới từ thành phố Mumbai và New Delhi, Ấn Độ sẽ góp phần mở ra một thị trường tiềm năng rất lớn với hơn 1,4 tỷ dân đến thành phố Đà Nẵng. Hiện nay thì thành phố cùng với các doanh nghiệp đang tiến hành đẩy mạnh các cái hoạt động quảng bá xúc tiến tại các cái thành phố của Ấn Độ, và chúng tôi cũng đã nhận được những cái tín hiệu rất là khả quan về cái lượng booking từ du khách cũng như là các cái công ty lữ hành của Ấn Độ kết nối với lại các cái đơn vị lữ hành của chúng ta. Và hy vọng trong những tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo thì lượng khách du lịch Ấn Độ sẽ ngày càng tăng tới với lại điểm đến của thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng có kế hoạch mở thêm đường bay trực tiếp đến Ahmedabad, dự kiến vào tháng 12 năm 2022 để kết nối đa dạng thị trường nguồn khách tại các thành phố lớn của Ấn Độ.